Hi, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Ngày hôm nay thì thời tiết rất là lạnh, lạnh dã man con ngan luôn. Chính vì thế anh em mình sẽ thiết kế một nồi lẩu hải sản rất là đặc sắc. Tôm, cua, cá, mực, ngao, sò, ốc, thến đầy đủ luôn. Và bây giờ hãy cùng anh em tôi bắt đầu nào. Ok. Nguyên liệu thì anh em mình đã chuẩn bị rất là đầy đủ. Tôm này, 3 cây luôn. Cua này, cua này có tên là gì mình không rõ nhưng mà nhìn rất là ngon, rất là nhiều gạch, nhiều thịt. Cá này, mực này, ngao, sò, ốc, hến đầy đủ luôn. Kèm theo thì có một cây dứa này cho nó thơm này, nấm này, nấm thêm hai túi nhỏ nhỏ này, rau cải thảo, đi rau cải. Con gà này thì lát nữa mình sẽ bỏ hầm với lại củ sen, anh em ăn uống no say xong sẽ đánh chén. Ok, và bây giờ ta cùng chuẩn bị làm. Sau một thời gian chuẩn bị khá là lâu thì anh em mình đã chuẩn bị xong một bàn lẩu hải sản rất là đặc sắc. Triệu Tử Long xin chào 500 anh em. Và sau đây anh em mình sẽ bắt đầu bữa tiệc. Khui rượu đi em ơi. Thì hôm qua là mấy anh em mới mua được chai này, chai gì á? Chabot à? Thật ra hay không? Cả trời tắm mưa. Thật ra là hết tốn hết Napoleon rồi. Napoleon. Đấy, xe này hết rồi đây. Chai này cũng Napoleon. Nhưng mà chai này là đời... Chai này từ đời... Đéo có số. Nói chung là từ... Rất là lâu rồi. Đấy. Hôm nay có dịp về... Lời đầu ngon nữa. Từ thời các cụ để lại. Giờ ra muốn. Bỏ bên kia vào đi nhá. Vừa khui xong chai kia. Cái chai này khui xong được. Tí uống hết chỗ kia thì khui xong. Ok. Nào coi. Bỏ cái mực đen với kia vào. Thôi nhiều quá. Cứ mùi loài một thứ vào đấy. Mấy cái này đây lâu chín phải bỏ vào. Mấy cái này lâu chín. Hơi nhiều đấy. Canpai. Canpai đây em ơi. Canpai. Xin mời tất cả mọi người nhá. Thế. Rượu lặng quá. Rồi rồi đã thấy say rồi. Tắt họng rồi. Thôi gọi là quay tí ăn uống rồi tí là tắt đi thôi. Còn gì nói thôi. Đi quay tí ăn lại quay tí nữa. Rượu thì hiện tại bây giờ ở đây là mùa đông không còn lạnh nữa và đang rất là nóng, anh em đang cởi trần. Bữa lẩu này ngon. Được. Anh em đang tính chưa? Tuyệt. Uống chuẩn bị khui nốt chai kia đi em ơi. Đào khơ. Ôi, bây giờ này yếu quá rồi em ơi. Khui quá một cái. Hai cơ bắp to. Ngáo quá. Đây rồi, mô nó. À, dạ. Anh từ đây yếu quá. Ừ. Phải mấu. Dễ bạc này mà anh khui thế nào? Không
ăn vừa ăn cái còng còng to rồi bây giờ. Thế là thằng nào? Khỏe thế. Sảy quá. Mới đứng nào? Mới đây. Mới hết cả người. Để từ từ từ. Đây. Em cũng đòi mở rượu. Không không. Đấy. Chưa. Thành các thành viên đang. Chỉ sức mình. Sai là nó bí ẩn quá. Phải nhưng mà. Này nói thật đấy, anh chưa mở bao giờ. Ôi, mẹ tại này sao mẹ vỡ nút thế này? Ôi thế này thì mở kiểu gì? Không nhìn gì rồi. Bây giờ thì mình xin phép dừng clip này tại đây. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ủng hộ cho kênh của mình bằng cách like, chia sẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký để tiện xuống theo dõi những video tiếp theo nhé. Xin cảm ơn mọi người. Bye bye.